Kính thưa quý vị, tối ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022, nhận lời thỉnh mời của lãnh đạo khu dân cư Bằng B, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì Chùa Bằng, đã quan lâm về nhà văn hóa khu dân cư Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chứng minh đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Những năm trước, cứ đến mùa Phật Đản, lãnh đạo và nhân dân khu dân cư Bằng A và Bằng B đều thiết lập ban thờ Phật và khu vực tắm Phật tại đình làng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân ở hai nơi đều có thể thực hiện nghi thức tắm Phật và lễ Phật một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau 2 năm dài phải tạm hoãn do dịch bệnh COVID-19 hoành hành, năm nay, lãnh đạo và nhân dân khu dân cư Bằng B quyết định tổ chức lễ Phật Đản với quy mô lớn hơn theo đúng nghi thức hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tha thiết thỉnh mời Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì Chùa Bằng, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương, Ni sư Thích Tịnh Quán, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các chùa trong địa bàn thành phố quang lâm chứng minh buổi lễ. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Lưu Bách Phượng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, ông Đinh Hữu Nghĩa, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, ông Nguyễn Đình Phúc, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cùng sự hiện diện của đông đảo nhân dân Phật tử khu dân cư Bằng A, Bằng B. Tại đây, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Thanh Huân đã đọc diễn văn Phật Đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giây phút mà toàn thể người dân mong chờ nhất chính là lúc chư tôn đức cùng đại chúng niềm hương bạch Phật, tụng kinh Phật Đản và làm lễ tắm Phật. Già trẻ gái trai trong khu dân cư nô nức xếp hàng chờ tắm Phật. Chư tăng hướng dẫn những em bé ánh mắt sáng ngời, chắp tay cung kính, cầm chiếc gáo tưới nước lên tôn tượng Đức Bản Sư trong niềm hân hoan háo hức là hình ảnh vô cùng ấn tượng trong buổi tối hôm nay. Chắc những hình ảnh tấp nập nhộn nhịp này chỉ có thể thấy trong những dịp lễ hội làng truyền thống. Còn với một đại lễ của Phật giáo thì đây có lẽ là lần đầu tiên để khởi đầu cho những lần tiếp theo, một lễ Phật Đản toàn dân.